6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh Phú Thọ đạt 14,1 tỷ USD, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2023. Kết quả này có được là nhờ sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của tỉnh trong việc đẩy mạnh thực hiện khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh, cùng sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Điểm sáng về xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm là các doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử tại khu công nghiệp Cẩm Khê. Với tốc độ xây dựng hạ tầng nhanh chóng, đồng bộ, khu công nghiệp này đã thu hút nhiều nhà máy hiện đại, công nghệ cao, chuyên sản xuất hàng hóa xuất khẩu quy mô lớn, cung cấp cho thị trường quốc tế. Trong đó, các doanh nghiệp FDI như công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Sanogi Cell, 100% vốn đầu tư của Nhật Bản, mỗi tháng xuất khẩu hàng trăm triệu sản phẩm đi Mỹ đã góp phần tạo việc làm ổn định cho người lao động. 6 tháng đầu năm, hoạt động sản xuất và vận hành của công ty luôn ở trạng thái tốt. Công ty đã sản xuất tổng cộng hơn 1.000 MW pin năng lượng mặt trời xuất khẩu, đạt doanh thu 134 triệu đô la Mỹ. Hiện nay công ty đang tích cực tìm kiếm mở rộng các thị trường khác để tăng doanh thu xuất khẩu. Tổng kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Cẩm Khê đã đạt những thành tựu được đáng kể. Cụ thể như là kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm thì đạt được khoảng 200 triệu đô, còn kim ngạch nhập khẩu thì đạt được con số là 150 triệu đô. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu trong khu công nghiệp Cẩm Khê thì bao gồm là các mặt hàng linh kiện điện tử, tấm pin năng lượng mặt trời, dệt may và các ngành nghề công nghệ cao. Theo Chi cục Hải quan Phú Thọ, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm đạt 14,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu là 7,2 tỷ đô la Mỹ, kim ngạch nhập khẩu đạt 6,9 tỷ đô la Mỹ. Số lượng doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu trong 6 tháng qua là 358 doanh nghiệp, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với sự tăng trưởng về cái số lượng doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu cũng như là kim ngạch xuất nhập khẩu thì một số doanh nghiệp đã triển khai các dự án đầu tư được phê duyệt dẫn đến cái số thu ngân sách nhà nước cũng tăng so với năm 2023. Cụ thể là tính đến ngày 15 tháng 6 năm 2024 thì tổng số thu qua hoạt động xuất nhập khẩu tại chi cục đạt 307 tỷ đồng, đạt 64% chỉ tiêu được giao và tăng 17,6%. Tình hình xuất nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm có nhiều tín hiệu tích cực cho thấy sự phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn. Đây là động lực để tỉnh Phú Thọ tiếp tục triển khai các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh, duy trì cán cân xuất siêu và tiếp tục là điểm sáng về kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.